tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì bây giờ là khoảng 11 giờ rưỡi rồi các bạn, thì Duy đang trên đường đi giao chiếc xe Mercedes-Benz 7 chỗ, chiếc xe V250 này về miền Tây Châu Đốc An Giang. Thì đây là cái chiếc xe mà 7 chỗ mà đầu tiên mà Duy giao về miền Tây á các bạn. Thì nếu mà các bạn có xem những cái clip của Duy thì từ đó tới giờ Duy chủ yếu là giao những cái dòng xe 5 chỗ là nhiều ha. Và đặc biệt đây là cái chiếc xe 7 chỗ mà dành riêng cho gia đình nữa. Đó thì chiếc xe Mercedes-Benz V250 này là một chiếc xe nhập khẩu hoàn toàn luôn. Cho nên là số lượng không có nhiều xe đâu các bạn, kể cả ở Sài Gòn cũng vậy nữa. Thì mỗi lần mà bên Duy mà mỗi đợt mà xe về thì nó rơi vào khoảng tầm là 5 xe hoặc là 6 xe là cùng thôi, chứ không nhiều hơn nữa. Đó thì rất là may mắn là ngày hôm đó là cô gia đình cô chú lên xem xe, coi như là chỉ còn đúng một chiếc xe màu đen này luôn các bạn. Đó và khi mà xem xe xong thì khoảng tầm một tiếng đồng hồ sau thì cô chú đã quyết định đặt cọc lấy cái chiếc xe này. Thì cách khoảng tầm 2 ngày sau nữa thôi thì cô chú đã lên đóng đầy đủ tiền, và cũng như là ngày hôm nay nè Duy mới bắt đầu giao xe. Bởi vì là sáng ngày mai các bạn, thì Duy hẹn là sáng ngày mai để mà giao xe cho cô chú, cũng như là Duy sẽ tiến hành các cái thủ tục về đăng ký xe ở tại thành phố Long Xuyên, và sau đó là Duy sẽ vận chuyển xe về nhà cho cô chú luôn. Đó bởi vì ngày mai là cái ngày đẹp mà cô chú chọn á, cho nên là bây giờ là Duy và Bin hai anh em mới là tranh thủ nè đi từ bây giờ để mà sáng ngày hôm sau có mặt là thật là sớm ở dưới thành phố Long Xuyên để mà đăng ký cái chiếc xe Mercedes-Benz V250 này. Đó thì chiếc xe V250 này là chiếc xe nhập khẩu hoàn toàn luôn các bạn. Đó, nhập khẩu hoàn toàn nguyên chiếc luôn, chứ không phải là xe lắp ráp tại Việt Nam nữa ha. Thì ok, hẹn gặp lại các bạn tại thành phố Long Xuyên, cũng như ngày mai Duy sẽ tiến hành các thủ tục về đăng ký xe, và Duy sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái quy trình đăng ký chiếc xe Mercedes-Benz cũng như là đăng ký một chiếc xe ô tô nó như thế nào nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn tại thành phố Long Xuyên. Duy giao chiếc xe Mercedes-Benz V250 này các bạn là về An Giang, và An Giang cũng là quê của Bin đây. Đó, bữa nay về quê giao xe tâm trạng sao em? Nói cho các bạn biết được không? Tâm trạng thấy vui. Dạ. Bữa nay cái gì về chợ mới nữa, cái niềm vui nó nhân đôi. Về Tân Châu cũng cách em tới 5-70 cây rồi. Đó. Nhưng mà nói chung là người quê em mua xe làm phái người quê em mua xe làm phái đúng không? Đúng rồi. Còn người quê của em mà mua xe của anh cũng khoái luôn. Đúng không? Dạ. Bây giờ mua xe nói chung là ủng hộ anh, chứ là một người quê em mua xe là mừng, gặp xe biển số 67 trên này là gặp là mừng liền. Thấy không? Ở dưới em có chiếc nào Mercedes nhiều không? Có Mercedes nhưng mà xe cũ hết trơn rồi, nó không có chiếc nào mới. Xe đời hồi đó. 1900 hồi đó đúng không? Ở đó mà phải chừng anh thấy rồi. Dưới miền Tây mình An Giang cũng mua nhiều xe mà, anh cũng bán ở dưới khoảng tầm 3-4 xe rồi đó. Kiểu như là ở cái huyện của em á, huyện của em kiểu như là nó huyện chợ mới, nhiều khi nó còn nông thôn quá. Hoặc là nhiều người ta mua mà sợ người ta mua chỗ khác á, ta không biết mình. Bởi vì về dưới á, em phải về sớm nha, em giới thiệu nha. Giới thiệu ở đây có anh Duy hay đi giao xe với em, anh bán xe Mercedes đó. Giới thiệu mấy anh em cũng sớm coi được thì có mua xe lên ủng hộ anh Duy nha. Rồi bây giờ nếu mà có ai mua xe em bán luôn, khỏi cần đợi anh luôn. Ai trời, luôn mất mối luôn rồi. Không được rồi, này em được rồi, mất mối rồi. Đây các bạn thấy không, khi mà đi ngồi trong cabin của xe của bạn Bin, các bạn thấy có điều gì khác so với những chiếc xe trước không các bạn? Đó bởi vì là cái xe của bạn Bin á là có đèn viền nội thất đổi màu liên tục luôn. Đó các bạn thấy không, phía background ở phía sau cái màn hình đó nhìn rất là đẹp luôn, nhìn rất là cinematic luôn. Bây giờ Duy tắt đèn cho các bạn xem nè. Đó, đẹp không? Đó, cái đèn viền nội thất này nó rất là giống như trên chiếc xe mẹt luôn á Bin. Cái này em độ nhiêu tiền?
cái này độ mắc á anh 250 triệu 250 ngàn á trời ơi, trời 250 triệu mắc nha. Đèn của đèn viền nội thất của mẹ thì nó cũng có anh cũng không biết nhiều. Mà mẹ cái nó tới 64 màu. Mà em có 3, em có 4 màu. Có 4 màu hả? 4 màu cũng được rồi. 4 màu. Xe em có gì đặc biệt không, giới thiệu cho mấy anh em biết thôi, tại vì bữa giờ cũng có rất là nhiều anh em ở xem cái kênh của anh thì nói anh Duy ơi, anh Duy review chiếc xe tải đi anh Duy. Đó, mà anh có biết gì về chiếc xe tải đâu, thì cái xe này là xe của em đó, cho nên em rành hơn anh rất là nhiều đó. Em giới thiệu cho các bạn biết sơ sơ về cái xe của em thôi đó, tại vì ở trên mạng cũng có rất là nhiều anh em thích cái chiếc xe mà của mình nè, cái chiếc xe mà có cái bàn để mà bấm điện chạy lên chạy xuống á, thấy không đó. Thì bây giờ em giới thiệu sơ sơ về cái option của cái xe này, cũng như là những cái trang thiết bị gì mà em lắp thêm cho chiếc xe này đó, nghe không, đồ chơi á, lắp đồ chơi thêm á. Thì nói chung là option của em lắp thêm thì nó cũng không có bao nhiêu, nó cũng vài món. Thứ nhất là cái đồ mod từ thiện từ xa, móc cửa, à kéo let go. Dạ. Thứ hai nữa thì em có gắn thêm một cái loa sub builder. À, loa sub của Boy Builder phải không? Dạ. Chứ là em thay đổi luôn cái đầu DVD này. À, cái đầu rin của nó nghe nó không có hay. Dạ. À, cái đầu này là pin thay nè các bạn. Cái này thay là bao nhiêu tiền em nói cho các bạn biết luôn. Thay là 1.1 triệu. 1.1 triệu. Dạ, cộng thợ luôn là 1.3 triệu. Ồ, cái đầu này 1.3 triệu các bạn nha. Cộng thợ gắn luôn là 1.3 triệu. 1.3 triệu luôn. Dạ. Cái loa sub nó nhiêu nữa em? Cái loa sub em mua là 1.8 triệu. Cái loa sub 1.8 triệu là cộng lại là coi như là 3.1 triệu rồi. Dạ. Đó, rồi gì nữa? Cái điều khiển từ xa này của em là sao? Cái điều khiển từ xa này là em đầy anh thợ tới gắn xa, cho nên là em anh gắn công có 700 ngàn, nhưng mà em gửi anh thêm 300 ngàn cà phê luôn, tiền xăng luôn, là chẳng 1 triệu, là 4.1 triệu rồi. Dạ. Là trong cabin thì em chỉ mới có bao nhiêu đó thôi. Đèn viền nội thất nữa anh chị. À, đèn viền. Đèn viền này 250 ngàn. Đó, đèn viền nội thất này các bạn. Đó, đèn viền nội thất này các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Nói chung là ngồi chiếc xe của bạn Win thì mình cảm giác mà rất là thoải mái. Và một điều nữa các bạn là xe của Win nó rất là sạch luôn. Những cái chỗ này nè các bạn thấy, nó không có để bất kỳ cái giấy tờ gì trên đây hay là những cái gì thừa hết á. Đó, trang trí gấu bông, không trang trí gấu bông, cho nên là ví dụ mà các bạn nào mà thấy Vin đi nghe mà ví dụ mà thích con gấu bông nào thì các bạn cứ là xin, không cho, không cho, không em cho, bạn nào xin cho chứ đừng có ăn trộm. Nữ xin mới cho hay là nam xin cho luôn? Mà chắc phải là nữ không? Gặp anh ơi, vậy hả em? Bữa rồi em nói là em độ thêm cái gì, bộ hơi gì, nó có bộ hơi gì không? Dạ em còn ở ngoài thì nói chung là em nói cabin trước đi. Rồi. Ở ngoài thì hai bộ tem cửa của em với lại tem cứu hộ này là em đi in lại hết 1.5 triệu nữa. 1.5 triệu nữa là hồi em... nãy là 4.1 triệu với 1.5 triệu nữa đúng không? Dạ. Là 5.6 triệu rồi. Dạ. Rồi đèn, hai cái đèn mà em chạy cái hai cái anten với lại cái đèn trước mặt ga lăng của em là 1.5 triệu nữa. 5.6 triệu với 1.5 triệu là 7.1 triệu. Dạ. Rồi lại em độ thêm một cái bơm hơi, cái motor, cái bơm hơi á, để mà em xịt bụi trong cabin nè. À, để vệ sinh ha, xịt bụi cho nó sạch ha. Xe. Đúng rồi, những cái khe, những cái chỗ này nè, những cái chỗ mà những cái khe nhỏ nè, đôi khi là mình không có lao được, không có lao được. Chẳng hạn như những cái nút bấm nè các bạn, không thể nào lao được hết, cho nên là phải sử dụng là cái áp lực hơi để mà xịt bụi. Đó, rất là hay. Cái đó chỉ để là em xịt bụi thôi hả? Cái đó em có làm gì đâu. Với lại em có xài một tí kèn hơi á, nhưng mà em ít khi nào em xài lắm. Để lâu lâu gặp fan được, anh em gõ kèn được chơi vui vậy. Chứ còn bình thường thì em không có bóp, tại vì cái đó thì nó không có hay. Tại vì mình bóp kèn nó kèn hơi nó lớn lắm, nó sợ nó làm người ta giật mình. Dạ.
sơ là cũng là 8-9 triệu đúng không? Cái đó 3,5 triệu. Càng 3,5 triệu. Cái bơm hơi. À cái bơm hơi 3,5 triệu đây, giờ hơn 10 triệu rồi, gần 10 triệu rồi đúng không? Dạ. 10 triệu rồi. 10 triệu mốt. 10 triệu mốt rồi. Dữ dằn không? Thì 10 triệu mốt này là em tự bỏ tiền ra luôn hay là anh chủ anh cho em tiền làm đổ? 10 triệu mốt này là em lúc đầu em có xin với lại công ty á, nhưng mà công ty kêu là từ từ công ty trả tiền, mà mấy tháng này chưa thấy công ty trả tiền. Vậy hả? Dạ. Thì bằng cái video clip này thì em gửi lời đến anh chủ của em luôn đi. Hả? Nói luôn đi, em có muốn đòi tiền hay là muốn gì đó thì nhắn nhủ lên trên cái clip này luôn đi. Không có, bây giờ em không có muốn đòi tiền mà em em chỉ muốn là mấy mốt em dọn gì chủ xe đừng có cằn nhằn là được. Dạ. Vì sao vậy? Chứ còn tiền thì mấy mốt không trả, mấy mốt em nghĩ em tháo à. À. Em dọn gì em tháo đó à. Xe này có dán phim nào không em? Phủ nano gì không? Phim nủ nano là cái đó đâu có đâu anh. Em có dán hai cái phim cách nhiệt này, cái cách nhiệt hai bên cửa với lại một đường chỉ ở ngoài trước kiến lớn này cho nó đỡ nắng tắp lô này. Dán phim cách nhiệt này là hết nhiêu tiền nữa? Phim này phim xịn á. Vậy hả? Phim 3M giống của con mẹt không? Không, phim này 1M mà có 400 ngàn nè. Vậy hả? 1M hả? Xe mẹt là bảo hành là 10 năm nha, phim cách nhiệt của mẹt bảo hành 10 năm nha các bạn. Còn cái này em bảo hành bao nhiêu năm? Cái phim này là bảo hành chừng nào có bể kiếm thải khác thì tháo nó ra rồi chứ. Không bảo hành luôn không? Không bảo hành. Vô thời hạn luôn không? Dạ vô thời hạn luôn rồi. Bảo hành trọn đời á. Đó. Đó các bạn thấy không? Đây là rất là nhiều gấu bông luôn các bạn thấy không? Em cho bóp rồi đó. À, cho bớt rồi đó các bạn. Đó, bữa rồi là phía sau ở đây là treo nữa nè. Đó, nhưng mà bữa nay là tháo ra bớt rồi. Đó, ok, bây giờ thì hai anh em tiếp tục lên đường thôi các bạn. Bây giờ là 3:30 rồi các bạn. Duy đang có mặt tại chi cục thuế thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để mà chờ sáng mai mở cửa là Duy sẽ đóng thuế cho chiếc xe này. Đó thì khi mà đóng thuế xong thì tiếp tục thì Duy sẽ có mặt tại phòng cảnh sát giao thông tỉnh An Giang để lấy biển số và tiếp đó là sẽ đăng kiểm. Thì dự kiến các bạn là trong vòng một buổi sáng mai thôi thì Duy sẽ hoàn thành xong hết tất cả công đoạn từ đóng thuế, đăng ký xe cho tới là đăng kiểm để mà Duy còn giao về nhà cho cô chú nữa. Thì nhà cô chú ở Tân Châu cách đây khoảng tầm hơn 50 cây số. Đó cho nên là đi chắc cũng khoảng từ đây tới đó cũng khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ nữa các bạn. Đó cho nên là phải tranh thủ thật là sớm để mà sáng mai phải làm trong buổi sáng để mà giao xe kịp để Duy còn về trong ngày này của mình nữa. Đó ok, sáng mai về mọi người đồng thấy Duy sẽ quay cho các bạn xem. Hẹn gặp lại các bạn sáng mai nha. Chào buổi sáng các bạn, bây giờ là 7 giờ rồi thì Duy mới dậy cũng như là mới rửa mặt xong thì bây giờ là Duy đi vào phòng thuế, chờ một chút xíu nữa khoảng hơn 7 giờ thì ở đây làm việc rồi. Đó thì trong lúc chờ đợi thì Duy uống cà phê với lại ăn sáng luôn nha. Bây giờ là 9 giờ rồi các bạn, thì Duy đến lúc 7 giờ sáng luôn các bạn, cho nên là thì cũng rất là sớm luôn, nhưng mà tới bây giờ luôn mới xong được, mới cầm được trên tay cái tờ giấy nộp tiền thuế trước bạ nè. Đó, ở đây thì làm quá là lâu luôn á, thì 2 tiếng đồng hồ Duy mới cầm được trên tay cái tờ giấy nộp thuế trước bạ. Đó, thì bây giờ Duy đang tranh thủ chạy qua cái phòng cảnh sát giao thông bởi vì là cô đang đợi Duy ở bên đó để mà bấm biển số xe ha. Thì Duy bắt đầu là lên đường để mà giao chiếc xe Mercedes-Benz V250 này về nhà cho cô. Thì hồi nãy tới là phòng cảnh sát giao thông rồi các bạn, nhưng mà do ngày hôm nay là cái đầu số nó chưa có gọi là ưng lắm cho nên là
cô quyết định là ngày mai cô mới tới là lấy số sau đó. Thì bây giờ Duy bắt đầu là giao xe về cho cô luôn, ngày mai cô sẽ xuống phòng cảnh sát để mà lấy biển số cũng như là sẽ tự đăng kiểm cái chiếc xe này luôn đó. Thì Duy bây giờ bắt đầu là đi về nhà cô để giao xe nè, rồi bắt đầu là tranh thủ về lại Sài Gòn. Thì chắc là ngày hôm nay mình sẽ về sớm đúng không em? Bây giờ đi lên đó chắc khoảng 2 tiếng nữa. À, 2 tiếng nữa dữ hả? 2 tiếng nữa. Thì khoảng 2 tiếng nữa Duy sẽ tới nhà cô ấy và giao xe cũng như là làm lễ bàn giao cho cô, xong rồi hai anh em quay về lại thành phố Hồ Chí Minh thôi. Thì chắc là về sớm bởi vì ngày hôm nay Duy không có đăng ký cũng như là cũng không có đăng kiểm chiếc xe cho cô. Ngày mai cô tự làm đó bạn. Đó cho nên là sẽ rút ngắn được cái thời gian thêm một chút xíu nữa. Đó, dự kiến là ngày hôm nay là Duy phải làm xong đăng ký, đăng kiểm, đóng thuế này nọ trong buổi sáng hết. Nhưng mà đó thì như vậy thì nó tiết kiệm được cái một khoảng thời gian coi như cũng rất là dài ha. Duy đã tới bến phà Châu Giang và Châu Đốc rồi, thì bây giờ là đang đợi Vin mua vé để mà xuống phà. Thì qua phà khoảng tầm một chút xíu nữa thôi là sẽ tới nhà của cô để mà giao chiếc xe rồi các bạn. Đó thì chiếc xe Mercedes-Benz V250 này các bạn là một chiếc xe 7 chỗ đúng chất dành riêng cho gia đình luôn. Đó, với cái thiết kế cực kỳ rộng rãi luôn. Và chiếc xe Mercedes-Benz V250 này các bạn là nếu mà các bạn mà có dịp mà đi châu Âu á, hoặc là đó thì các bạn sẽ thấy là đa phần những khách sạn 5 sao họ sẽ sử dụng cái chiếc xe Mercedes-Benz Vilas này để làm một cái chiếc xe mà để chuyên chở những khách hàng, những khách mà của khách sạn á. Đó thì tại sao mà những khách sạn 5 sao các bạn thường sẽ chọn cái chiếc xe Vilas này? Bởi vì thứ nhất á, là cái chiếc xe này được thiết kế theo cái chuẩn châu Âu, nó rất là rộng rãi luôn. Và thứ hai nữa là cái cốp ở phía sau của chiếc xe V250 này á, thì chở được rất là nhiều hành lý. Và thứ ba nữa là bạn là cái thương hiệu Mercedes-Benz là một cái thương hiệu mà được biết đến giống như là một hãng xe hạng sang. Cho nên là những khách sạn 5 sao thường sẽ sử dụng cái chiếc xe V-Class này làm cái chiếc xe để chuyên chở những khách hàng VIP. Đó thì thật sự các bạn, cô ở mặc dù là ở An Giang, ở Châu Đốc nó rất là xa luôn, nhưng mà cô lựa chọn cái chiếc xe Mercedes-Benz V250 này á, cũng là cô cũng đã tìm hiểu ha, cũng như là tìm hiểu rất là kỹ. Nó chọn chiếc xe V250 này nè. Thật sự các bạn ở miền Tây á, hoặc là những cái tỉnh á, thì thông thường người ta sẽ ít chọn cái chiếc xe Mercedes-Benz Vitas này lắm. Đó, thường là sẽ chọn những cái thương hiệu như là Toyota hoặc là Kia Sedona hoặc là đó những cái dòng xe mà gia đình khác. Nhưng mà đó cô thì coi như là cũng rất là tân tiến các bạn thấy không? Đó, chọn chiếc xe Mercedes-Benz V250 này làm chiếc xe cho gia đình. Thì mục đích đó các bạn là để mà coi như cho mấy đứa nhỏ đi chơi cũng như là cuối tuần gia đình đi chơi thôi, chứ cũng không có phải là nhu cầu mà đi quá nhiều đâu. Mình qua một lát nữa thì tới nhà Duy sao chiếc xe Mercedes-Benz V250 này cho cô, thì Duy sẽ quay cho các bạn xem ở bên trong. Nó rất là rộng rãi luôn, cũng như là chiếc xe V250 này một xe đúng chất tiện nghi dành cho gia đình luôn các bạn. Đây sông nước kinh rạch quá trời quá đất, cái này sông nước đục chứ không biết. Sông này cũng nhỏ ha, qua nha.
ra nhận xe luôn đi cô chú. Vậy chị nhận trước cái đã. Dạ. Ừ, xe của chị. Dạ. Ừ. Nhờ đứng tin giùm. Dạ. Ừ. Cảm ơn chị nhiều nha, đã ủng hộ em, ủng hộ Mercedes-Benz. Dạ. Em chúc chị gia đình khỏe, rồi vui và hạnh phúc. Cảm ơn em. Chưa ghi thông số hả? Bảo hành 15 năm, của 10 năm. Chưa ghi thông số đúng không ạ? 10 năm mà biết thế nào. Rồi, đi lên hết luôn, cả nhà lên hết luôn. Đang ăn sao vậy? Thôi đi ăn luôn đi. Dẫn đi ăn luôn đi. Thôi. Chúc đi ăn sao đi, chạy con vòng thôi. Chúc với anh em mình, bố anh em mình đi ăn. Lên ăn. Chú lên luôn chú, trước nha chú. Đó là cái này nha. Rộng quá cô, bự quá ha. Vô đây mình thấy bự hơn ở cửa hàng con ha. Để nhà to rồi. Mở nhạc cho nó nghe coi. Chụp nha. Đó. Bánh gì? Nhạc cam chia. Này ép em mà. Nhạc cam chia. Xe của nó rồi. Nó có cục USB nữa mà. Có trong cái hộp. Thông số anh biết chưa? Chưa. Thông số quan trọng ha. Xe này chỉ có thông số là biết cách sử dụng thông số là vậy được thôi. Đạp thắng anh gạt xuống D là chạy tới. Rồi. Gạt mạnh lên là luôn. Gạt mạnh xuống. Gạt mạnh xuống luôn hả? Gạt mạnh lên. Gạt xuống là D. Nha. Gạt xuống rồi đây. Gạt lên là lùi. Còn xuống xe anh bấm đây giùm em. Xuống xe là mình bấm này. Đúng rồi. Bấm B. Parking. Rồi. Là xong. Là cái thông số chỉ vậy thôi. Còn N thì ít khi xài lắm. N thì anh gạt nhẹ thôi. Là nó sẽ N. Còn gạt mạnh đó là D. Tại vì nó hai khớp. Nó hai khớp. Cái nó lúc này là tự động tắt máy khi anh dừng đèn đỏ. Nhưng mà anh không thích chế độ này thì anh nếu tắt mà chơi thì con đang đi giặt cho nó 200 mấy 300 nghìn rồi. Giống như cái lúc này đang nó có máy không lúc mà chuyển chế độ lái của xe thì bình thường là cái xe mình nó sẽ bình thường nó lái cái chế độ là comfort, anh thắt anh sẽ chuyển lên em S đó. Duy mới giao xe xong cho cả nhà của chú các bạn thì bây giờ Duy cùng Vin thì đi ăn cùng với gia đình luôn. Đó thì trong lúc mà chờ mấy anh em tới đông đủ thì Duy đi tham quan một vòng đây ha. Đó thì ở đây là các bạn thấy là có một cái nhà thờ Hồi giáo nè. Ở đây thì có rất là nhiều nhà thờ Hồi giáo luôn các bạn, bởi vì là khu vực này là rất là nhiều người Chăm sinh sống và cô Nắp cũng là gia đình cô Nắp cũng là người Chăm luôn. Đó thì ở đây thì một ngày thì bữa nay là hầu như là ngày nào cũng vậy hết ta, ngày nào cũng đi lễ thì phải. Thì hồi nãy Duy có nghe anh Huy anh nói là một ngày ở đây thì đi lễ khoảng tầm 5 lần. Đó thì mỗi khi mà tới giờ đi lễ thì ở đây sẽ là đánh trống để kêu gọi mọi người tới để mà đi lễ ha. Trang phục của người dân ở đây nó sẽ khác hơn một chút xíu so với mình ha, đàn ông thì mặc váy. À. Sao? Ủa em ở đây mà em không biết ở đây à? Không. À. Em nào về em người An Giang luôn em. À, các bạn ở đây các bạn thì do là người Chăm á các bạn cho nên là các bạn sẽ thấy là hầu như là ở nhà sàn là nhiều. Quá đất được đó. Ở đây không khí rất là yên tĩnh ha, yên bình ghê luôn bạn. Bên đây thì là bờ sông nè. Đó, các bạn thấy không, nhà sàn không thôi. Ở đây thì các bạn cho thấy sát bờ sông á là nhà sàn, nhưng mà thực sự á nhà ở trong đất liền bên trong đây cũng vậy, cũng là nhà sàn đúng không bạn? Đó, tại vì nhà người Chăm thì thường là thích sống bằng nhà sàn, cũng giống như là một cái phong tục, một tập quán ở đây là vậy. Có nhiều món lắm nè, thấy không? Cơm thố hải sản, thấy không? Cơm chiên Malai ngon nè. Chiên Malai nãy có kêu không? Không, nãy em ăn mì xào giòn. Đố mấy em ăn bóp 66, 81 spaghetti. Ở đây hay ăn đây không? Kêu gì nhà? Ở đây mình có gì? Dạ. Đây là mình điện lên quen mà quán điện lên cái là anh này chắc là ngon lắm không? Cái này là nấu cho mấy người nước ngoài, kiểu như mấy người Mã Lai về à.
ta đặt trước mấy chục phần ta làm trước thì đó là ai lái mà không lái với mình đi trước là lên phải vợ chứ ngon mà con ăn cơm chưa nãy con gọi cơm lo có chưa đang dọn vô thăm bếp nè. Chụp cho anh thoải mái. Bây giờ thì Di đang ở trên phà Châu Giang để đi về thành phố Hồ Chí Minh. Đó thì Di vừa mới giao xe cũng như là ăn cơm với lại gia đình cô chú xong. Đó thì bây giờ Di với Bin là hai anh em quay về thành phố Hồ Chí Minh nè. Đó thì khi mà giao xe cho cô chú mặc dù là đi rất là xa các bạn nhưng mà cảm nhận được là cô chú ở đây rất là nhiệt tình cũng như là anh Huy cũng như là mấy anh em trong gia đình của anh Huy đó, thì các bạn thấy không đó cả nhà coi như là chọn cái xe V250 này bởi vì là nhà của anh Huy cũng như là gia đình của cô Nắp rất là đông luôn, rất là đông con cháu cho nên là cô chú phải lấy cái chiếc xe Mercedes-Benz V250 này nè. Thì chắc là Duy nghĩ là ở cái khu vực miền Tây này và ở Châu Đốc luôn các bạn đó thì chắc là chỉ có là chiếc xe V250 này thôi đó, thì bởi vì là hầu như là ở cái khu vực này là đây là lần đầu tiên mà Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng bên Duy mới giao cái chiếc xe này đó. Thì cái chuyến hành trình của Duy đi giao xe thì cũng như mọi khi thôi đó, thì bây giờ Duy xin được phép kết thúc clip tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những quan tâm nào đến những mẫu xe của Mercedes-Benz thì các bạn có thể gọi trực tiếp cho Duy qua số điện thoại là 0914653979. Nếu các bạn thấy clip của mình hay đừng quên bấm like và share giúp mình, đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.